Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe tính của em Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với mẫu xe Fortuner, một chiếc SUV 7 chỗ được lắp ráp tại thị trường Việt Nam và được bảo hành đến tận 5 năm 150.000 km. Và chiếc xe này là một chiếc xe rất là ưa chuộng trong cái thị trường SUV, một chiếc xe số sàn 7 chỗ. Dù kinh doanh gia đình hay là phục vụ cho bất kỳ cái mục đích nào thì đều có một cái sự tiện nghi và một cái sự thuận tiện nhất định, và nó sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái trải nghiệm khi chúng ta sở hữu một chiếc SUV 7 chỗ, hầm hố, gầm cao và rất là đồ sộ của nhà Toyota. Và chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn này của chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh là bao nhiêu? Kèm với đó, trong tháng 2 của năm 2023 này, chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh như thế nào? Cùng với đó là khuyến mãi của chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn này sẽ là bao nhiêu? Và thời gian giao xe thì phải đợi bao lâu? Và hồ sơ thủ tục thì có đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng hay không? Thì trong video ngày hôm nay, em sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên gửi tới toàn thể khách hàng. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, đừng quên tặng cho em Vinh một like và muốn đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Trước khi chúng ta cùng nhau bước vào phần giá thì anh cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị được nhà máy Toyota Việt Nam trang bị trên chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn màu bạc đang đứng kế bên em Vinh đây nha. Thì đầu tiên phải nói tới đó chính là cái cục đèn. Đèn chiếu sáng phía trước của Fortuner phiên bản máy dầu số tự động số sàn một cầu của chúng ta đã được trang bị với bóng đèn bi LED chiếu sáng ở phía trước. Đèn chiếu xa và đèn chiếu gần đều sẽ được tích hợp gọn trong một cái bóng đèn bi LED ở phía trước đây mà quý chị đang thấy trong video. Phía trong thì chúng ta sẽ có đèn chiếu sáng ban ngày này. Đó, và một cái thanh mạ chrome tạo điểm nhấn cho cái cụm đèn phía trước của chúng ta. Và ngay kế bên thì sẽ có hai cái thanh được sơn màu bạc tạo thêm cái điểm nhấn giống như hình mắt của một chú chim đại bàng ở phía trước của chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn của chúng ta. Đó, với cái đèn sương mù thì sẽ được đưa thấp xuống phía dưới đây. Đó, và sử dụng hoàn toàn là bóng LED nha. Đó, có hai cảm biến góc trước để chúng ta điều khiển và di chuyển chiếc xe nó dễ dàng hơn. Đó, đối với chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu này. Và tiến dần xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái đèn xi nhan và một cái đèn dummy sử dụng bóng đèn halogen để chúng ta di chuyển vào ban đêm nó dễ dàng nhận diện hơn chiếc xe của chúng ta. Đó. Về tổng quan cái đầu thì chúng ta sẽ thấy được phần đầu xe được thiết kế khá là khỏe khoắn và mạnh mẽ, nhìn nó mềm mại và nó cứng cáp hơn và vẫn không kém sự hầm hố cho chiếc SUV 7 chỗ của nhà Toyota. Đó, logo thì được làm to bản và dập nổi mạ chrome, và cái thình lưới tản nhiệt thì được sơn đen nhám rất hầm hố nha, và dạng bậc thang nha. Phía dưới cũng được ốp nhựa đen nhám ở cái phần góc thoát phía trước. Đó, nhìn chiếc xe cực kỳ cứng cáp luôn khi chúng ta nhìn từ cái phần đầu xe. Còn về cái phần hông xe thì sao? Hông xe của Fortuner thì phải nói đến đó chính là cái sự khỏe khoắn cứng cáp rất là lớn luôn khi chúng ta nhìn từ cái phần hông xe. Đó, quý vị thấy được ngay cái khoảng sáng gầm xe của Fortuner thì có thể nói là cao nhất trong phân khúc. Đó, nhìn nó rất là mạnh nha. Về cái đường kính vành mâm thì chúng ta được trang bị mâm đúc, phay xước và sử dụng thắng nghĩa bốn bánh luôn. Mâm thì kích thước là 17 inch nha quý chị nha. Về cái hốc bánh xe thì nó sẽ rất là rộng luôn để chúng ta đi được nhiều cung đường hơn và off-road hơn. Bên trên thì sẽ được ốp nhựa đen nhám. Nhìn chiếc xe nó khá là cứng cáp khi chúng ta nhìn từ cái phần hốc bánh xe nha, đặc biệt là từ hông xe. Đó. Xe thì sẽ có chắn bùn luôn, đối với một chiếc SUV của nhà Toyota thì sẽ được trang bị chắn bùn luôn. Và bệ bước chân là điều không thể thiếu cho một cái chiếc xe có khoảng sáng gầm xe cao như Fortuner. Đó, bệ bước chân được sơn màu bạc. Gương chiếu hậu thì sẽ được sơn cùng màu thân xe và có tích hợp đèn bão rẽ dạng LED trên gương, có chỉnh điện gập điện luôn. Đó. Về đó là về tổng quan về cái phần hông xe của chiếc Fortuner phiên bản máy dầu số sàn của chúng ta. Đó. Về cái mức tiêu hao nhiên liệu thì với khối động cơ là 2.4 lít, đó, sản sinh gần 200 mã lực, và cái chiếc xe này của chúng ta sử dụng động cơ dầu thì đối với đường kết hợp là 6,7 lít, còn đối với đường trong đô thị là 7,9 lít. Ngoài đô thị này chỉ có 6 lít thôi nha quý chị nha. Đó là về tổng quan về chiếc Fortuner phiên bản máy dầu số sàn của chúng ta. Đây là tổng quan về phần hông xe này. Quý chị hãy cùng em Vinh xem lại một lần nữa nha. Rất là đẹp, rất là khỏe khoắn luôn. Đó. Còn về cái phần đuôi xe thì sao? Đây là đuôi xe. Đuôi xe của Fortuner thì cũng phải nói đầu tiên đó chính là cái cụm đèn. Cụm đèn thiết kế mềm mại của chiếc xe Fortuner khi được vuốt rất là liền mạch từ phần hông xe. Đó, kéo xuyên suốt và gần như 1/3 của cái đuôi xe luôn, và sử dụng hai cái dải LED ở phía bên trong đây. Đó, tạo cái điểm nhấn rất là lặng cho chiếc xe Fortuner khi chúng ta nhìn từ phía sau. Chỉ cần nhìn cái đèn hậu thôi đã biết là Fortuner rồi. Ngoài ra thì nhà máy còn trang bị thêm một cái ốp được sơn màu bạc phía bên trong, dập nổi chiếc Fortuner, nhận diện thương hiệu rõ ràng của chiếc xe Fortuner nha. Và Fortuner phiên bản này đã được trang bị đèn sương mù phía sau, giúp xe di chuyển vào ban đêm an toàn và dễ nhận diện hơn. Đó. Có 4 cảm biến phía sau, 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc. Có đèn báo phanh dạng LED trên cao, anten dạng mây cá mập, rất là đầy đủ nha. Đó. Còn về cái cốp xe thì sao? Một chiếc SUV thì cốp xe có rộng hay không? Thì đây là cốp xe này. Phải nói là rộng nha quý vị nha.
một chiếc SUV mà có được một cái cốp xe như thế này là cũng rất là rộng rồi. Đó, 2 đến 3 vali chúng ta để đây là thoải mái nha. Cốp thì sẽ được mở cơ hỗ trợ mới 2 tia thủy lực đẩy lên. Đó. Đây là tổng quan về cái phần cốp xe, khá là rộng như quý chị nha. Rồi, chúng ta hãy cùng em Vân đi vào cái phần nội thất của chiếc xe này nhá. Tính vào ngay cái nội thất phía trước của người lái luôn. Đây. Đây là nội thất phía trước của người lái chiếc xe Fortuner phiên bản số sang. Đầu tiên phải nói tới trên tabi cũng được bọc nỉ rất là chi tiết này. Lên xuống kính tài một chạm chống kẹt này, khóa cửa trung tâm lốp kính này, gập kính điện. Đó, ghế thì sẽ được chỉnh cơ 6 hướng nha, ghế nỉ. Đó. Về cái chất liệu nỉ đây, em quan sát này, quý chị cùng quan sát này. Chất liệu nỉ cũng khá là cao cấp nha, chúng ta để khoảng 2 3 năm sau chúng ta bọc lại bộ ghế da cũng được. Đó. Thoải mái sử dụng trong vòng 2 3 năm nha. Nếu nó cũ rồi thì chúng ta thay nó sẽ đỡ phí hơn. Đó, nó cũng bớt cho chúng ta cái chi phí ban đầu nữa. Rồi cùng đi sâu hơn vào cái nội thất với em Vinh nha. Nội thất thì đầu tiên phải nói tới thì xe được trang bị một cái màn hình đa thông tin phía trước 4.2 inch thể hiện khá là đầy đủ những thông số gửi tới người lái trên đây. Thì như chúng ta có thể thấy trực tiếp ở trong video mà em Vinh đang quay, chúng ta được trang bị với cái màn hình này có thể hiện luôn cả góc lái của chúng ta và tình trạng của chiếc xe. Ngoài ra thì sẽ báo cho chúng ta những cái thông số cơ bản ở trên đây, bao gồm lượng tiêu thụ nhiên liệu và thời gian chúng ta đi sẽ được thể hiện hết ở trên đây nha quý anh chị nha. Rất là đầy đủ và chi tiết ở trên chiếc xe Fortuner này luôn. Đó. Phía hai bên của chúng ta thì sẽ có hai cái mặt đồng hồ cơ được thiết kế với tông màu xanh, nhìn nó rất là bắt mắt và dễ nhìn nha. Và vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Đèn phía trước thì sẽ được trang bị auto, tự động bật tắt. Vô lăng thì cũng được trang bị khá là nhiều nút bấm, nó có mạ bạc này. Đó. Phía này thì sẽ điều chỉnh giọng nói và hệ thống giải trí của chúng ta. Và phía đây chúng ta sẽ điều chỉnh màn hình đa thông tin nha. Đó. Rồi. Về màn hình giải trí thì chúng ta được trang bị màn hình giải trí 7 inch, có đồng hồ nhỏ phía trên đây để chúng ta xem giờ luôn, nút 2 gia. Màn hình giải trí 7 inch có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth, kết nối USB, rất là đầy đủ nha. Hệ thống cam lùi cũng sẽ được thể hiện luôn ở trên cái màn hình này. Đó. Về điều hòa thì sẽ được trang bị điều hòa cơ thôi nha quý chị nha, xoay bằng núm, đó, đây là phiên bản số sàn mà. Đó. Phía dưới đây thì sẽ là hộp số sàn trên chiếc xe Fortuner của chúng ta. Đó. Và hai chế độ chạy sẽ được trang bị trên xe là Eco và Power. Rất là đầy đủ nha. Đó. Gương chiếu hậu trong xe. Đó. Rất là đầy đủ. Về hệ thống giải trí cũng được trang bị 6 loa đủ để chúng ta đáp ứng được nhu cầu giải trí cơ bản trên xe khi chúng ta cần. Đó. Đó là về tổng quan về phía trước người lái của chiếc Fortuner của chúng ta. Về băng ghế thứ hai thì sao? Có rộng không? Đó. Đây là cái băng ghế thứ hai này. Đó. Băng ghế thứ hai cũng khá là rộng rãi nha. Và phía sau đây cũng được trang bị một cái jack cắm 100W ở phía dưới đây. Phía trên sẽ có một cái tẩu sạc 12V 120W nằm ở đây nha quý anh chị nha. Đó. Cửa gió thì được trang bị ở tất cả các hàng ghế. Đó. Hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba đều sẽ được trang bị nha. Tốc độ gió phía sau điều chỉnh độc lập luôn. Thao tác lên hàng ghế thứ ba cũng rất là dễ dàng. Với một chạm thôi và chúng ta sẽ có một cái hướng lên hàng ghế thứ ba rất là rộng rãi ở đây. Đó. Và đây là cái hàng ghế thứ ba của chúng ta. Đó. Hàng ghế thứ ba thì cái khoảng trần nó cũng còn khá là cao như quý anh chị quan sát trực tiếp rồi. Đó. Phần trần được làm lõm lên để tăng thêm cái khoảng không ở trong xe cho chiếc xe của chúng ta nó rộng hơn và thoải mái hơn cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba. Đó. Nên chiều cao mà dưới 1m7 ngồi băng ghế thứ ba là vẫn thoải mái nha quý chị nha. Yên tâm. Rồi. Đó là về tổng quan về cái hàng ghế thứ ba của chúng ta và hàng ghế thứ hai. Còn về những cái trang bị như là an toàn thì Fortuner cũng được trang bị đến 7 túi khí. Những hệ thống an toàn như là cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc đều vẫn sẽ được trang bị hết trên chiếc Fortuner phiên bản số sang máy dầu của chúng ta và được lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Đó. Chúng ta sẽ cùng em Vinh quan sát lại một lần nữa về tổng thể về chiếc xe Fortuner này nha. Hệ thống đèn phía trước thì hoàn toàn bằng LED luôn. Rất là đẹp luôn. Đó. Chúng ta thể quan sát trực tiếp trong video một vòng nữa trước khi chúng ta chuyển đến phần giá xe của chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sang một cầu này của chúng ta nha. Và về phần cuối cùng đó chính là về mức giá của chiếc xe Fortuner phiên bản số sang màu bạc một cầu máy dầu đang được cho bên em Vinh đây sẽ có mức giá là bao nhiêu, đại lý TOTA của chúng ta sẽ có những cái chương trình khuyến mãi gì trong tháng 2 của năm 2023 này. Đầu tiên thì về mức giá niêm yết đổ mẫu xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn của chúng ta sẽ có mức giá niêm yết do nhà máy TOTA Việt Nam công bố là 1.026.000.000 dành cho chiếc xe Fortuner phiên bản số sàn màu bạc đang được cho bên em Vinh đây. Và đối với những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, mức giá lăn bánh dự kiến của em nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 1.153.000.000 lành cho chiếc xe Fortuner để có thể sở hữu được cho những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại các tỉnh lân cận như là Đồng Nai hay là Long An thì đâu đó tầm khoảng 1.133.000.000 là khách hàng có thể sở hữu chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn này rồi.
Và đặc biệt thì mức giá trên là chưa bao gồm bất kỳ chương trình khuyến mãi nào hết. Hiện tại thì Fortuner đang có những cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt dành cho những khách hàng đặt hàng và mua xe trong tháng 2 đầu xuân năm mới của năm 2023 này. Và sẽ có những cái lì xì rất là lớn bốc thăm trúng thưởng cùng với những phần quà ý nghĩa dành cho khách hàng khi mua xe và đặt cọc tại đại lý Toyota Tân Trạm. Và để biết chi tiết nhất thì quý anh chị hãy gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái khuyến mãi cùng với mức cái giá lăn bánh xe mới nhất vào cái thời điểm mà quý anh chị mua xe nha. Vì cái chương trình khuyến mãi nó sẽ thay đổi liên tục nên Vinh sẽ không có tiện cập nhật lên trên cái video để quý anh chị cùng em Vinh tìm hiểu. Để biết chi tiết hơn thì hãy gọi cho em Vinh vào hotline hoặc là kết nối bằng Zalo, số điện thoại em Vinh để trên màn hình nha. Và dành cho những khách hàng nào đang quan tâm đến chương trình trả góp thì hiện tại với mức lãi suất là 0.88% một tháng, chúng ta có thể sở hữu chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu này rồi. Số tiền đầu tư ban đầu trả trước tối thiểu với gói vay 20%, quý vị chuẩn bị giúp em đâu đó tầm khoảng 340 triệu là có thể nhận xe về nhà rồi nha. Với ngân hàng tài chính Toyota sẽ không ép khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ, không phí chuyển khoản, không phí hồ sơ. Và đặc biệt khách hàng sẽ có một cái hồ sơ thủ tục rất là đơn giản và nhanh chóng. Đó là những cái ưu điểm của ngân hàng tài chính Toyota, giúp khách hàng có thể nắm bắt được cái thời cơ và có thể đưa ra cái phương án mua xe, tiếp cận với chiếc xe Fortuner này một cách dễ dàng nhất nha. Và dành cho khách hàng nào chưa biết đại lý Toyota Tân Trạm của em ở đâu, muốn lên trực tiếp showroom để coi xe hay là lái thử trải nghiệm xe thì có thể ghé tại địa chỉ số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe lái thử trải nghiệm chi tiết chiếc Fortuner phiên bản máy dầu số sàn này nha. Và dành cho khách hàng nào chưa đăng ký kênh của em Vinh mà đang theo dõi video này thì nhớ tặng cho em Vinh một like và một nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh TV Tính nha. Video tiếp theo quý chị của em Vinh làm về mẫu xe nào, về những cái gì, về mức giá của chiếc xe nào hay về bất kỳ những trang bị hay những option nào mà quý chị chưa rõ về chiếc xe này thì hãy để lại bình luận xuống dưới cho em Vinh biết nha. Em Vinh sẽ hỗ trợ quý anh chị làm ra nhiều video hay hơn, thú vị hơn để khách hàng có thể thuận tiện hơn trong quá trình mua xe và có thể ủng hộ em Vinh mua thật nhiều xe để em Vinh bán được xe nha. Hẹn lại quý vị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.